một con quái vật đang hoành hành ngoài biển khơi. Nó là một mẫu vật đột biến gen từ phòng thí nghiệm. 3 năm sau, một hộp đen kèm một chiếc bình bí ẩn nổi lên và được một nhóm người vớt lên. Bên trong còn có một con bạch tuộc. Tiểu Mỹ đang chịu trách nhiệm vận chuyển một viên kim cương giá trị. Họ chạy đến nhà bếp xem các thuyền viên đặt cược. Họ thách thức xem anh bạn này dám ăn con vật kia không. Đột nhiên con vật nhỏ chui thẳng vào miệng anh ta. Sau đó nó biến to và quấn chặt không buông. Mọi người chạy tán loạn đi thông báo với thuyền trưởng. Tiểu Mỹ tiến lại ra sức giúp đỡ. Nào ngờ con quái vật chuyển sang siết chặt cô. Kỳ lạ là mã gen của nó hợp nhất với gen của Tiểu Mỹ. Người bố thuyền trưởng nói Tiểu Quân hãy trốn đi. Ông cầm cây rìu chạy về hướng con quái vật. Ông ấy nhanh tay tiến lại chặt một xúc tu của nó. Sau đó con quái vật chạy đâu mất tiêu. Nó còn biết đóng cửa nhốt ông lại bên trong. Thuyền trưởng cứ thế bỏ mạng. Tiểu Mỹ tỉnh dậy, cô lại không hề hấn gì. Chuyển cảnh tóc dài đang thuyết phục anh rể ra khơi kiếm tiền. Con gái A Hào lúc này trở bệnh nặng, cần phải có một khoản tiền lớn để phẫu thuật. Vợ anh đã qua đời vì một vụ tai nạn. Anh không thể để con gái mình xảy ra chuyện gì được. A Hào quyết định theo em rể lên chuyến tàu định mệnh đó. Thấy chúng mang theo vũ trang, A Hào trách móc tóc dài và nói mình không muốn làm chuyện phạm pháp. Hắn nói một viên kim cương trị giá 30 triệu đang được một con thuyền vận chuyển. Đến lúc đó, A Hào chỉ cần dùng khả năng nổ thuốc súng của mình phá két sắt là họ có thể đổi đời. Để có tiền phẫu thuật cho con gái, A Hào đành đồng ý. Cuối cùng đã tìm được vị trí con tàu. Nhưng kỳ lạ là không thể liên lạc được với họ. Hết cách, chúng đành đột nhập lên tàu. Cả con tàu tối thui còn không một bóng người. Lại còn có vết máu tung tóe. Có lẽ người trên tàu lành ít dữ nhiều rồi. A Hào khuyên nên quay về để tránh nguy hiểm. Nhưng vì tiền nên đám người này kiên quyết tiến vào. Vì trời quá tối nên Lão Châu sửa lại hệ thống điện. Hai tên này đang ngẩn tò te trên boong tàu. Bỗng một cái xúc tua khổng lồ ngoi lên khiến tên câm này chỉ biết ú ớ. Quay đi quay lại, hắn biến đâu mất tiêu. Thì ra bị quái vật bắt đi rồi. Tên này ra sức chạy nhưng không thể thoát. A Hào liên tục có dự cảm chẳng lành, nhưng vì con gái nên anh đành tiếp tục. Lúc này điện cũng đã sửa xong, chúng chia thành hai nhóm tiến vào trong. Tiểu Mỹ vừa tỉnh dậy thấy đám cướp nên đã trốn đi. Liễu Yếu đào tơ nên Tiểu Mỹ dễ dàng bị tóm được. Tóc dài liền hỏi kim cương đang ở đâu. Tiểu Mỹ dẫn chúng đến nhưng cửa có mã bảo mật. Cô nói mình làm ở bộ phận hậu cần nên chịu. Có lẽ ở buồng lái sẽ có manh mối. Nhóm bên đây đang lục soát khắp nơi. Chợt xúc tua xuất hiện khiến cả bọn run sợ. Nó kéo tên này lên trên. A Hào chạy lại giúp nhưng vì quá mạnh nên họ chỉ biết bắn súng loạn xạ. Nó định tấn công tên béo, may A Hào dùng súng phun lửa ngăn cản đuổi nó đi. Bên đây tóc dài bắt Tiểu Mỹ đưa chúng lên buồng lái. Nhưng đến nơi hắn vô tình nhìn thấy bảng thành viên của tàu. Trên đó không hề có ảnh của Tiểu Mỹ. Vậy rõ ràng cô là người của công ty Kim Cương. Trong tủ đột nhiên có tiếng động, hóa ra đó là cậu bé Tiểu Quân. Cậu bé khóc lóc kể chuyện mọi người đều đã bị quái vật sát hại. Lúc đầu chúng không tin nhưng sau khi thấy camera thì sợ muốn tuột quần. Bên đây A Hào ra hiệu mọi người dừng lại. Một xúc tua của con quái vật đã chặn phía trước. Đột nhiên có tiếng động lạ, hóa ra tên béo đã xón ra quần. A Hào ra hiệu mọi người im lặng. Con quái vật dựa vào âm thanh để tìm nạn nhân. Đột nhiên tên béo cất tiếng, vậy là khiến cả bọn rơi vào nguy hiểm. Béo bị con quái vật lôi đi mất. A Hào và tên này may mà chạy được. Họ chạy vào buồng lái thông báo có quái vật. Thấy Tiểu Mỹ, A Hào nhớ lại người vợ quá cố của mình. Anh đoán nó là Kraken, một loài bạch tuộc khổng lồ trong truyền thuyết. Theo ghi chép, nó từng nhấn chìm rất nhiều tàu chiến của nước Anh. Nó còn rất là thông minh và biết ngụy trang. Thôi vậy là tiêu đời rồi, kiếp này coi như bỏ. Lúc này con quái vật khổng lồ đang bao trùm lên con tàu. Một xúc tua đã to bằng nửa cái kính chắn gió. Tên này vì sợ quá nên bắn về phía nó. Và cái két bị nó bế đi ngay lập tức. Cả đám xà đạn búa lua xua vào con quái vật. Đồ họa nhìn giả chân không tả được. Nó định tấn công Tiểu Mỹ, may A Hào rút súng tương trợ. Cả đám vội vã tháo chạy khỏi buồng lái. Giày Tiểu Quân bị dính chặt vào sàn nhà. Tiểu Mỹ ở lại cứu cậu bé. Kỳ lạ là nó lại không tấn công cô. A Hào lấy cây rìu lao đến chặt xúc tua của nó. Sau đó dẫn họ tháo chạy khỏi đây. Cả đám đã chạy được lên boong tàu. Tóc dài ra hiệu mọi người dừng lại. Hắn không muốn chuyến này tay trắng, nên ép Tiểu Mỹ mở két sắt chứa viên kim cương. A Hào đứng ra bảo vệ nhưng bị đám đàn em khống chế. Hết cách, Tiểu Mỹ đành phải mở cửa, nhưng không có gì cả. Hóa ra cô đã giấu nó đi chỗ khác, chúng bắt cô đi lấy về. Đột nhiên thùng hàng rơi ra, toàn bộ thành viên trên tàu chết với tư thế kỳ lạ. Con quái vật dùng cơ thể họ để ấp trứng. Nhìn cảnh tượng vô cùng kinh dị, Tiểu Mỹ lo sợ vì mình cũng bị quái vật cắn. Tóc dài đột nhiên bị con bạch tuộc tóm được, họ xả súng liên hoàn vào người nó, viên kim cương cũng vì thế mà rơi xuống đất. Tiểu Mỹ và A Hào đã kịp trốn vào một container, đám còn lại cũng may mắn thoát nạn. Tiểu Mỹ giúp A Hào băng bó vết thương. Lúc này ta biết được Tiểu Mỹ cũng mất chồng, con cô thì bị mù lòa. Có hoàn cảnh giống nhau nên cả hai dường như thấu hiểu đối phương. Tóc dài thông qua bộ đàm nói hắn sẽ cố thu hút con quái vật. Nhân cơ hội đó, A Hào hãy lấy viên kim cương bên trái container. Cả đám lao ra bắn vào con quái thú lia lịa. A Hào lấy viên kim cương rồi đưa Tiểu Mỹ chạy khỏi đó. Một người trong đám bị nó quấn lấy.
A Hào nhanh trí ném can xăng vào con bạch tuộc, tóc dài liền bắn về phía đó, một vụ nổ khiến quái vật bị bỏng cấp độ 3. May mắn cả bọn tẩu thoát thành công, nhìn Tiểu Mỹ có vẻ không được ổn lắm, cô còn có khả năng đoán được con quái vật đang ở đâu. A Hào nhanh trí kêu mọi người chui lên ống thông gió, xúc tua con bạch tuộc đi khắp ngóc ngách kiếm con mồi. Nó phá nắp bảo vệ chui lên ống thông gió, cả đám bên đây đã thoát thành công, chỉ còn Tiểu Mỹ và Tiểu Quân đang mắc kẹt lại. Nhưng lạ thay con quái vật vẫn không tấn công cô. Tiểu Mỹ dùng bộ đàm cầu cứu nhưng tóc dài vội tắt đi. A Hào bắt lấy bộ đàm hỏi vị trí của họ, mặc kệ tóc dài ngăn cản anh vẫn rời đi. Tóc dài khởi động tàu bỏ chạy. Hai tên này có vẻ có ý đồ xấu, bọn chúng ra tay với tóc dài, sau đó cướp lấy viên kim cương. Anh ra sức đáp trả rồi lấy kim cương chạy trốn, nhưng tên này đuổi kịp định xử lý anh thì bị ăn ngay một dao. Tên còn lại lao lên tấn công bị ăn liên hoàn đấm, nhưng hắn đã xiên tóc dài một phát, anh lấy chút sức lực cuối cùng siết cổ hắn. Cuối cùng cả đám tham lam tự sinh tự diệt. Bên đây A Hào đã tìm đến được chỗ của Tiểu Mỹ, cô nhớ ra con quái vật được tìm thấy trong lọ này và kèm theo một cái hộp đen. A Hào kết nối hộp đen vào điện thoại, một nhà nghiên cứu cảnh báo về con bạch tuộc đột biến gen. Nó to gấp mười mấy lần bình thường, khi chúng đâm vào con người, chúng sẽ biến họ thành ký chủ để nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo. Thời gian ấp trứng ở nữ giới thường lâu hơn nam giới. Tiểu Mỹ nghe đến đây run như cầy sấy vì cô đã bị nó cắn. Bọn họ nhanh chân tẩu thoát ra ngoài, chạy đến đâu khóa cửa đến đó. A Hào ra sức đánh liên tục nhưng nó khỏe quá nên bị hất bay. Tiểu Mỹ cầm phóng lợn xiên nó như xiên mực nướng. Sau đó họ chạy lên thuyền cứu hộ, nhưng A Hào chọn ở lại chiến đấu với con quái vật. Anh nói bệnh viện con mình đang ở và nhờ Tiểu Mỹ chăm sóc dùm. Con quái vật giờ đây đã xé toạc thân tàu. A Hào chạy rích rắc để né các đòn tấn công. May mà kịp lao xuống biển né hàm răng đều tăm tắp của nó. Con quái vật cũng nhảy xuống nước, nó định tấn công thuyền cứu sinh. A Hào lấy mũi tên bắn để dụ nó về phía mình. Anh lấy thuốc nổ ngụp lặn rồi tiến vào miệng của nó. Một vụ nổ khiến con quái thú tan tành. Chiếc thuyền cứu sinh lênh đênh trên biển vì con quái vật cắn bị thương. Mắt Tiểu Mỹ lúc này biến đổi. Hôm ấy đội cứu hộ đã cứu được Tiểu Quân. Tiểu Mỹ không rõ tung tích. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Sóc Nâu nhé.